Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với những diễn biến của đấu trường danh vọng mùa đông 2017, và trước mặt chúng ta đó là trận đấu thứ 3 trong ngày hôm nay, cuộc đối đầu giữa Alpha Team và Game TV. Phải nói rằng ở trong lượt đi thì chúng ta đã có được kết quả tương đối là tốt đến từ Game TV khi họ đã giành chiến thắng 2-0 trước Alpha Team, nhưng đó là thời điểm cả hai đội tuyển vẫn còn lạ lẫm với nhau. Trải qua một quá trình lượt đi, cả hai đội tuyển phần nào đó đã hiểu được nhau, cho nên trận đấu lượt về này tôi nghĩ rằng là một trận đấu mà không hề dễ dàng dành cho Game TV. Đúng là như vậy, mặc dù Game TV đang đứng ở thứ 3 trong vị trí xếp hạng, là một đội tuyển có tên tuổi cũng như có những một đội hình rất là ổn định và mạnh. Trong khi đó thì Alpha Team đang trượt dài trong những tuần thi đấu vừa qua khi thứ hạng thực sự không phải là điều mà Alpha Team có thể đạt được. Còn bây giờ tôi mời các bạn đến với một clip phỏng vấn của hai đội tuyển trước thêm trận đấu. Chắc chắn rồi. Chiến thắng và TK đang cố gắng trụ. Nhưng cái gì Murak đang muốn bê trụ. TK anh ta quá trâu đi. Được. Có vấn đề đó là được nha. Nhất tâm cả nơi rồi, chấm dứt rồi. Vậy là thôi. Không còn cơ hội gì dành cho Alpha Team. Không. Họ vẫn có thể làm được điều đó. Bow đang cố gắng. Vẫn đang cố gắng. Fegulia không có đam. Bow vẫn đang cố gắng để có thể đánh nốt những hit cuối cùng. Nhưng không được. Quá khó dành cho Alpha Team. Dù sao đó cũng là một tình huống mà khá khởi sắc dành Alpha Team. Bước tới đấu trường danh vọng mùa đông thì với tư cách là một đội lần đầu tham gia đấu trường chuyên nghiệp, nên bọn em bị ảnh hưởng bởi tâm lý, sự lo lắng dẫn đến bị thiếu tập trung trong thi đấu. Và do vừa mới vô địch vòng loại tại thành phố Hồ Chí Minh nên có sự chủ quan của các thành viên, do dẫn đến không chen team và từ đó dẫn đến những thất bại đáng tiếc. Thì để đánh giá mà vị trí yếu nhất của team thì cũng rất là khó, tại vì mọi người trong team có kỹ năng gần như là ngang nhau. Cái yếu điểm của team em chắc là do mọi người chưa liên kết được với nhau trong trận đấu. Còn về thay đổi nhân sự thì chắc sẽ không có sự thay đổi nào trong lượt về cả. Mọi thứ sẽ vẫn như trong lượt đi. Công nhanh. Ôi, bé Tranh không kích cái gì thế này? Trầm trọng lực thôi, xong rồi. Bé Tranh có hồi máu rất nhiều đồng đội của mình nhưng không thoát khỏi sát thương đến từ Khiên. Game TV đang dần dần tan vỡ. PSPN sắp gãy rồi. Anh ta đã gãy và đó là cú băng vào của Khiên. Xuân Bách cố gắng cò quay nhưng đằng sau anh ta đó là IL với Zil, và đó sẽ là 3 điểm hạ gục, 4 điểm hạ gục cho Game TV. Xin lỗi, cho Pro Army thì đúng hơn. Thậm chí Ma Tông cố gắng kéo dài vết thương. Ma Tông sẽ nằm và chiến thắng chung cuộc chắc chắn thuộc về Pro Army. Trong hai trận thi đấu đầu tiên thì Game TV đã có được một trận thắng và 3 trận thua trước những đối thủ rất là mạnh như là Cơm Tấm, Quận 7, TTN và Pro Army. Sau những cái trận đấu đấy thì bọn mình đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm và nhìn thấy được rất nhiều điểm yếu của đội. Mặc dù vòng thăng hạng mình đánh rất tốt nhưng khi bước vào một giải đấu lớn như là đấu trường danh vọng thì có chút tâm lý đến từ các thành viên mới như là Ma Tông, như là Henry. Thì trong khoảng tuần còn lại mình đã cố gắng sốc tinh thần lại cho hai em cũng như là cả toàn đội. Vì vậy những chiến thắng ở vòng đấu cuối cùng là không có gì quá là đặc biệt, và bọn mình đã cố gắng hết sức để có được những chiến thắng ở trong vòng đấu đó. Ma Tông đúng như theo những cái gì mà giới chuyên môn dự đoán, anh ấy là một cái điểm yếu của Game TV ở trong cái mùa giải này, không chỉ mùa giải mùa đông mà trong cả mùa giải mùa xuân nữa. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là với cái thực lực của Ma Tông, với cái kỹ năng của Ma Tông thì anh ta không hề thua bất kỳ ai ở cái giải đấu trường danh vọng mùa đông này cả. Và để khắc phục cho Ma Tông những cái điểm yếu đấy thì mình cũng đã đưa ra một số những cái giải pháp, và có lẽ là trong giai đoạn lượt về mình sẽ áp dụng nó vào, khiến cho Ma Tông trở thành một con quái vật thực sự ở đường kinh công của đội. Bore là một người chơi mà có kỹ năng rất là tốt, nhưng tuy nhiên mình vẫn đang cố gắng lắp ghép Bore vào các vị trí khác nhau để thử nghiệm anh ta xem vị trí nào là phù hợp nhất. Có lẽ là trong giai đoạn lượt về bọn mình sẽ mang Bore ra để thi đấu và có thể sẽ là chỉ đi dừng thay cho bảy tranh. Về lượt đây thì về mình thua Bore thì đó là một phần là do không may mắn. Về lượt về này chúng ta sẽ cố gắng khắc phục và đánh vào điểm yếu của Bore để đánh bại họ trong lượt về này. Giải đấu này thì Việt Nam có hai đội sẽ được AIC, thì mình tin rằng là Game TV sẽ có một suất để tham dự giải đấu AIC sắp tới. Hiện tại thì Game TV đang tìm hiểu về những đội tuyển của Đài Loan. Theo được đánh giá thì Đài Loan hiện tại đang là những đội tuyển mạnh nhất của giải AIC lần này. Only One Mobile này chỉ mới về Hàn Quốc được tầm khoảng một thời gian ngắn, cho nên em tin rằng Hàn Quốc không phải là một đội tuyển quá mạnh và Việt Nam không thể đánh bại.
Vâng, vừa rồi chúng ta cùng đến với những chia sẻ của hai đội tuyển đúng không? Và có vẻ như họ đã thay đổi rất nhiều ở cái thềm lượt về này, một giai đoạn cực kỳ là khốc liệt. Nó sẽ quyết định xem bốn đội tuyển mạnh nhất của Liên Quân Mobile Việt Nam cũng như bốn đội tuyển đó sẽ góp mặt tại vòng playoff và tìm ra hai cái tên xứng đáng nhất, một cho chiếc vô địch, và hai cái tên đó sẽ cùng với các đội tuyển như Đài Loan, Hàn Quốc tham dự giải châu Á. Đúng là như thế, và Game TV họ đang rất tự tin trong cái trận đấu này khi thậm chí rằng họ dám khẳng định rằng mình sẽ có được tấm vé thứ hai để EIC. Chúng ta hãy cùng điểm qua đội hình đến cả hai bên trước khi vào trong game đấu. Vâng, phải nói rằng chỉ số của Alpha Team sau khi kết thúc trận lượt đi cũng không thực sự là quá ấn tượng đúng không? Bởi rõ ràng họ đã có những sự chệch choạc nhất định. Tuy nhiên nếu như làm tốt hơn, họ hoàn toàn có thể xứng đáng một vị trí thứ tư khi giai đoạn lượt đi kết thúc. Tuy nhiên họ vẫn còn một đoạn lượt về để có thể cải thiện được vị trí trên khu bảng xếp hạng. Học sinh này là học hơi kém rồi. Ngược lại thì Game TV, cái điểm của... những điểm chỉ số gọi thực sự khá ấn tượng, KDA cũng như MVP là khá cao. Đặc biệt đó là Xuân Bách với một những điểm số KDA, phải nói rằng KDA trung bình mỗi trận quay ra là 7.2, MVP là 8.3. Ngoài ra Bé Tranh cũng là một trong những nhân sự ổn đến từ Game TV đúng không? Với vai trò đi rừng rất nhiều lần, Bé Tranh đã thể hiện cho chúng ta những màn thể hiện tương đối ổn. Và có lẽ vị trí đường giữa và đi rừng sẽ là hai vị trí nóng nhất trong cuộc đối đầu giữa Game TV và Alpha Team. Cuộc đối đầu đi rừng đó là Xe và Bé Tranh, và đường giữa là Fegaluya cũng như là Xuân Bách. Nên nhớ rằng ở giai đoạn lượt đi thì Xe đã làm bất ngờ tương đối nhiều người với con bài đó là Arthur ở vai trò là đi rừng, và nó cũng khiến cho Game TV gặp tương đối nhiều khó khăn. Chúng ta cùng đến với cấm và chọn giữa Alpha Team và Game TV. Với sự tự tin đến với cái vòng lượt về này thì liệu rằng trong tuần đấu đầu tiên Game TV họ sẽ thể hiện cái sự tự tin như thế nào đó. Nhưng Alpha Team không phải là một đội tuyển mà Game TV dễ dàng có thể giành chiến thắng. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì ở trong tuần cuối của lượt đi thì Bé Tranh đã có một pha xử lý xuất thần với Nakroth, và có thể đó là lý do mà Alpha Team đã đưa ra một lượt cấm nhắm vào vị tướng này. Nhưng bù lại với việc chọn Oma đầu tiên thì Game TV sẽ có hai con bài rất mạnh, đó là Chauna và Malok. Chauna là vị tướng bị cấm nhiều nhất ở lượt đi với con số là hơn 35 thì phải nếu tôi nhớ không nhầm. Tuy nhiên rất bất ngờ khi mà ở trận đấu đầu tiên ở giai đoạn lượt về thì hai lần đúng không? Hai lần đã được thả rồi, và cả hai lần đó đều thuộc về đội đỏ, và cùng với sự kết hợp nữa là Malok. Không quá khó hiểu khi bên phía Alpha Team hai sự chọn tiếp theo đó chính là Lữ Bố cũng như là Zephyr. Với cái đội hình như thế này, tạm thời bên phía Alpha Team họ đang muốn dùng một đội hình mang tính chất là đánh nhanh thắng nhanh. Ngược lại thì Game TV hai con bài đầu tiên gọi thiên về là bảo kê hơn. Họ sẽ lộ ra con bài gây sát thương chính. Có vẻ như cấm chọn như thế này thì bên phía Game TV là đang có lợi hơn ngay từ cái vòng cấm chọn này rồi. Đối với Game TV thì ít nhất đó là về mặt chỉ số, về mặt giấy tờ thì họ đang có những con bài mạnh nhất đúng không? Chúng ta đã thấy đó là Chauna, đó là Malok. Nếu như khóa vào Irie cũng Zephyr thì tôi thực sự hơi lo ngại về Game TV ở giai đoạn đầu trận đấu, tức là thời điểm họ chưa đạt cho mình cấp 4. Chauna rất mạnh ở cấp 4, Malok với cái lượng củ của mình nhưng cũng phải đạt cho mình cấp 4. Irie cũng là vị tướng mà tôi nghĩ rằng sẽ mạnh về giai đoạn về sau khi đã có cho mình ít nhất là phải 3 món trang bị, và hai món trang bị chấn phá đó là áo choàng thần ra và áo choàng băng. Thì
Thực ra nếu như mà KTV không có một sự khởi đầu tốt, ví dụ như là để cho đối phương có rồng chẳng hạn, thì đội hình này của KTV tương đối là khó vận hành và họ sẽ phải chờ một thời điểm nữa. Quay trở lại với Alpha Team, hai lựa chọn cuối cùng của họ đã khóa vào là Gidu và Laurien. Với đội hình này thì chúng ta thấy rằng khoảng gian đầu game bên phía Alpha Team ngược lại với KTV, đội hình họ thực sự khoảng gian đầu game từ sát thương cho đến hiệu khống chế gọi là khá nhiều và ổn định, đến từ Gidu cũng như cả Laurel, thêm cả ở lữ bố trong tay của Quy nữa. Thì và để đội hình của mình thêm cứng cáp, sự lựa chọn của bên phía Game TV đó là Elite. Dễ hiểu thôi, bởi vì đây là một vị tướng có khả năng counter rất tốt những cái vị tướng mà dạng như sát thủ. Đúng. Mà bên phía Alpha Team họ đang có đó chính là Murak, đó chính là cả lữ bố nữa. Chúng ta nên nhớ rằng khi mà Murak nó băng vào và không kịp sử dụng ảo ảnh tràng, ăn một cái câm lặng là gần như Murak sẽ bơi, tập bơi ngay ở trong cái vùng câm lặng đó. Hoặc là ảo ảnh chạm xong không kịp rút ra bằng cái bóng của mình mà dính cái câm lặng là bị bơi. Và tôi nghĩ rằng nếu cái tình cảnh đó với Chauna, Malok, rồi đặc biệt là Zephyr nữa, hoàn toàn có thể xúc sát thương vào xe. Cho đây là trận đấu mà chắc chắn xe, người đi rừng của Alpha Team sẽ phải cân nhắc rất kỹ việc lao vào ở thời điểm nào. Và anh ta cũng phải tính toán xem cái câm lặng đó của Alice đã hồi xong chưa. Mặc dù có cho mình Gidu, nhưng không phải là một con bài mà cái hiệu khống chế đến từ Gidu. Mặc dù là nhiều nhưng nên nhớ rằng cái bộ chiêu thức của Gidu khá dễ bị để mà bạn có thể phá vỡ được. Đúng. Đặc biệt là cái chiêu cuối. Có cho mình Elite thì chắc chắn rằng chỉ một câm lặng hoặc một choáng thôi là ngay lập tức Gidu nằm đó và đợi lên bảng điểm số mà thôi. Hoặc có thể đó chính là Chauna với vực hỗn loạn hóa giải hiệu ứng khống chế. Và thực ra tôi cũng bất ngờ với lựa chọn Gidu cuối cùng như này, khi mà đối phương đã đưa ra con bài đó là Chauna rồi nhưng vẫn tự tin chọn Gidu, đúng không? Có vẻ như Gidu này không phải là Gidu mà theo kiểu khống chế, mà nó sẽ theo phong cách của IL, tức là dùng chiêu cú đấm vàng băng vào phát 2-3.000 đam là hoàn toàn có thể sốc sát thương, khiến cho Alice của PSman một là mất nửa máu, hai là hoàn toàn có thể nằm luôn. Và với lối chơi an toàn ngay từ khi chọn ở khâu chọn tướng thì bên phía Game TV họ không có một lý do gì để chơi mạo hiểm những khoảng gian đầu tiên này cả. Trong khi đó Alpha Team cũng không quá dám mạo hiểm để đối đầu cả một Game TV. Cả hai bên đều có những sự khởi đầu nó thật sự rằng rất an toàn, dừng nhai nhái lo thôi, không cướp bóc gì cả. Bởi đơn giản thôi, đó là Oma bên phía Alpha Team và đó là Malok bên phía Game TV. Hai vị tướng tôi nghĩ ở cấp độ 1 là tương đối lợi hại với hiệu khống chế và lượng sát thương chuẩn được tạo ra cũng như là theo phần trăm máu nữa. Cho nên cả hai thi đấu hỏa hoãn là hiểu được. Ma Tông trao đổi chiêu thức có vẻ lỗ hơn đối phương, nhưng ý định của Ma Tông không phải là đánh nhau mà là chủ động đẩy đường. PSman bị bắt ở đây, cú câm lặng không, cú choáng vào hai người, nhưng đó rõ ràng là pha di chuyển tương đối mạo hiểm của PSman. Anh ta đi qua bụi không có tầm nhìn, không biết được đối phương, nhưng đi qua một cách phải nói rằng rất là bình tĩnh và mạo hiểm như vậy. Tuy nhiên thì PSman cũng xử lý khá tốt trong tình huống vừa rồi, có một cú choáng không thể tốt hơn nữa, cứu được gần như là cứu được cái mạng của anh ta. Đó là pha tranh chấp không thành công của Ma Tông khi linh hồn con chim đã thuộc về Pao, và như vậy phần nào đó bé tranh sẽ bị kiểm soát tầm nhìn khi anh ta đang ăn cho mình con bùa lực sĩ. Phía bên kia PSman cũng đang bị kiểm soát ngược trở lại, cả khói và cái Felaria đang chiếm được những bụi cỏ. Và có vẻ như giai đoạn đầu thì Alpha Team đang làm tốt hơn trong việc kiểm soát những cái bụi cỏ đó. Con rồng là khoảng 20 giây nữa sẽ xuất hiện. Chắc chắn rằng họ cần một tiền đề tốt. Bên Game TV họ muốn đánh vào mặt của Bow nhưng không thể, và đây là phản ganh đến từ Alpha Team. Có cái kè và có ảo hành chạm, chém quá tốt. Alpha Team họ có được cho mình chiến công đầu. Biết mẹ là người lên bảng đếm số đầu tiên, và tiếp theo là Ma Tông. Cá nhân tôi nghĩ Airy cũng như là Alice không phải là mẫu tướng có quá nhiều sát thương. Họ đã dồn khá nhiều thứ để có thể hạ gục được Pao ở đường trên, không? Nhưng đây là lữ bố có sự cơ động, và khi họ không hạ gục được Pao, họ hết chiều, họ dính một cú phản ganh tốt của Alpha Team. Hai điểm hạ gục là một tiền đề quá tốt để Alpha Team tự tin bước vào con rồng này. Với ảo ảnh tràng của xe, rất khó để Alpha Team mất con rồng này, trừ khi họ tự đánh mất nó mà thôi. Không có một sai lầm nào ở đây. Với cái ảo ảnh tràng cũng như thêm cả trừng trị nữa thì e dường như rằng anh ta tự tin nắm chắc con rồng nó trong tay rồi. Một rồng và hai mạng ở khoảng thời gian đầu tiên, bên phía Alpha Team đang lợi thế, thậm chí rằng họ tràn sang phần rừng của đối phương, ăn hộ luôn cả con bùa xanh này. Và với việc mà không có cho mình con bùa xanh thì chắc chắn rằng khoảng thời gian tiếp theo Zephyr trong tay của bé tranh khá khó để có thể giúp được cho những người đồng đội của mình giải tỏa áp lực mà bên phía Alpha Team họ đang gây ra. Nhưng KTV cũng rất khôn ngoan khi họ chủ động chia bản đồ thành hai hướng. Và đó là chiêu cuối không thực sự là quá tốt đến từ Pao, tức là anh ta không dùng chiêu cuối đó để tấn công được một hit nào vào người của Ma Tông cả. Đó là long kiếm nhạy cảm của Ma Tông và cũng như cú thoát đi cũng tốt. Nhưng với cái chiêu cuối chiến thần đó thì tôi nghĩ rằng Pao sẽ hồi lại lượng máu mà anh ta đã mất đi. Một kèo đối đầu giữa Airy và Lữ Bố, cả hai bên đều đang kẻ 8 lạng người 800 gram thôi. Cần phải có sự hỗ trợ đến từ những người đồng đội của mình, đó là rừng và hỗ trợ. Bên phía Alpha Team họ
họ đang muốn dùng lợi thế để kiểm soát cái phần tài nguyên rừng của đối phương và biến nó thành quả cầu tuyết. Hãy để ý cách họ di chuyển mà xem. Đầu tiên là khói, cũng như là cả XE nữa, xâm lấn khá nhiều. Và chúng ta đang nhận được những tín hiệu tạm dừng đến từ Alpha Team. Quay trở lại những diễn biến của trận đấu thì có lẽ GTV cũng thông minh. Tôi nghĩ đây là một đội tuyển có chiến thuật. Họ chia cái việc, tức là việc họ mất lợi thế bắt đầu rồi, nhưng họ không cố gắng đi theo lối đánh của đối phương, tức là đối phương cướp rừng thì mình không cố gắng chống trả lại. Họ để cho đối phương cướp rừng mình và họ di chuyển phần còn lại của đội hình sang phần đối diện của đối phương. Thì chung quy nó cũng chỉ là ví dụ như bên kia ăn được một bãi thì mình cũng được một bãi, cùng lắm là thua một bãi mà thôi, chứ không đến mức là mất cả rừng, mất cả người. Thì với con rồng đầu này, Alpha Team vẫn chưa thể làm được quá nhiều thứ, cùng lắm là họ hơn một cấp độ, một đến hai cấp độ thôi. Nên nhớ rằng Game TV đội hình họ về lết, về giữa và lết game thực sự quá kinh khủng. Alpha Team họ biết được điều này, họ muốn kiểm soát, nhưng như anh Tuấn đã nói thì Game TV họ quá thông minh để có thể giải quyết được một vấn đề tưởng chừng như nan giải. Và với cái chiến thuật như vậy thì liệu rằng trong những khoảng gian tiếp theo Alpha Team họ có thể cố gắng lăn quả cầu tuyết và giành chiến thắng ở game đầu tiên này hay không? Hơi khó. Tôi nghĩ rằng những đội tuyển mạnh như là TTN, như là ProA, như là Game TV là những đội tuyển mà khi mà họ mất đi con rồng đầu tiên, họ biết cách khiến cho lượng tiền không bị giãn quá nhanh bằng cách là tận dụng tối đa con lính ở đường của mình, và qua đó lượng tiền cùng lắm chỉ chênh khoảng 1.000 đến 1.500 thôi, một con số có thể chấp nhận được với một đội hình về lết của Game TV. Đặc biệt đây là đội hình có thể giao tranh trên diện rộng rất mạnh với chiêu cuối trên diện rộng như là luyện ngục, như là vực hỗn loạn, như là không kích hoặc là long kiếm đến từ Ma Tông Camari. Thêm cả một dòng chảy thời không của Vietman nữa cho chắc cú với Elite đi. Thì chắc chắn là cái khả năng băng vào đến từ Burak là bị hạn chế rất nhiều. Lại là một tình huống nữa mà Pao anh ta cướp được con chim trắng trợn trước mặt. Vietman bị bắt, đã sử dụng cho mình cú câm lặng ID. Và cú choáng chúng hai người Xuân Bách tới, không đủ sát thương. Bởi đơn giản Alpha Team đánh quá chắc với cú hồi máu được dùng bởi khói. Đó là một tình huống mà bên phía Alpha Team họ muốn cố gắng có thể tạo được một tiền đề tốt ở cái ngưỡng cửa rồng xuất hiện. Tuy nhiên thì việc nhắm vào Pitman không phải là việc dễ dàng mà không. Lại là một lần nữa mà XE anh ta muốn chọn Pitman. Có hồi máu, đội bóng trở về, đồng đội của anh ta là khói đang muốn hạ gục một ai đó. Bây giờ thì là câu trả lời bên phía Game TV. Khói đang quá yêu máu, có cho mình chiêu cuối đến từ Quilly, giữ chân lại được cả ba thành viên. Nhưng đầu tiên đó chính là Quilly, sau đó là khói, và tiếp tục là sự trả lên đến từ Game TV. Hay chăng đây Henry đã phải nằm rồi, cú băng vào đến từ bé tranh. Phía bên kia đó là long kiếm, xe đang là mục tiêu, anh ta dùng ảnh trả và hạ gục được bé tranh, cố gắng thoát đi. Ma Tông bị giữ lại bởi Pao, không thể nào truy đuổi được. Thậm chí Ma Tông có thể nằm trong tình huống này, không, anh ta đã đến gần trụ rồi và anh ta sẽ ôm cái trụ này. Sau tình huống giờ rồng đầu tiên, mặc dù bên phía Alpha Team tạm thời vẫn có lợi thế khi họ có được cho mình con rồng thứ hai này với việc di chuyển khá khôn ngoan đến từ Pao, nhưng qua cái tình huống vừa rồi chúng ta cũng thấy được cái đội hình của bên phía Game TV nó quá kinh khủng trong giao tranh đi. Hãy nhìn cái cách mà Pitman cũng như là Xuân Bách thể hiện hai vị trí này có thể bảo kê tốt như thế nào cho những người đồng đội của mình. Giao tranh vừa rồi chỉ là 3 đổi 3 đúng không? Tỷ số vẫn là 5-2, vẫn chỉ là 2 điểm hạ gục chênh lệch dành cho Alpha Team. Lượng tiền nó cũng chỉ rơi khoảng 1.000 mà thôi. Và chúng ta đang thấy rằng khói đang cố gắng tạo ra một con mắt di động, kiểm soát toàn bộ hướng di chuyển của Game TV. Anh ta biết được rằng Game TV có 4 người ở đây, và câu trả lời của anh ta, tôi nghĩ anh ta nên rút lui thay vì cố gắng băng vào. Quyết định sai lầm của khói trang đây, vẫn cố gắng dẫy xoay cho mình, đó là bão búa, choáng được khá nhiều người nhưng vẫn phải nằm. Xe tới cùng với Vega Luya, xe dùng ảo ảnh tràm, Xuân Bách chưa phải nằm, Game TV rút lui được. Nhưng không, đó là vụ đổ vàng rất tốt đến từ Quilly. Mặc dù chỉ là một tình huống một, trao đổi một thôi, nhưng chúng ta thấy rằng trong cái tình huống vừa qua là một cái cách di chuyển đến từ các thành viên của bên phía Alpha Team. Khói anh ta vào như một vị thần vậy, rất tự tin đi vào đó. Mặc dù anh ta muốn kiểm soát bản đồ là đúng, nhưng không nên mạo hiểm một cách quá thể như vậy. Thực ra anh ta biết rằng đối phương có 4 người đấy rồi, anh ta tính toán rằng cùng lắm là mình cùng với đồng đội, tức là 2 người, Alpha Team chỉ có 2 người trong khoảnh khắc đó thôi. Tôi nghĩ rằng anh ta nên rút lui, anh ta biết 4 người đó, anh ta nên di chuyển các hướng khác, ví dụ ra đường giữa đẩy đường nhanh chẳng hạn, cầu đi nửa máu ở trụ, tôi nghĩ đó là một sự thành công. Hoặc anh ta có thể tạo ra một áp lực ở khu vực đường nào đấy, hoặc giúp cho đồng đội đẩy cao đường trên. Tức là nếu như nói Game TV tận dụng tốt về những tân lính ở đường thì Alpha Team chưa làm được. Đúng là như vậy. Vẫn cứ là mặc dù Alpha Team tạm thời vẫn đang dẫn khi có cả rồng, có cả mạng, nhưng chúng ta thấy rằng cái chiến thuật của Game TV họ đang di chuyển cùng nhau khá nhiều, và họ không để chia lẻ đội hình của mình ra. Họ biết rằng đội hình họ là đội hình giao tranh rất mạnh, nên họ không muốn Alpha Team có thể chia cắt được đội hình của họ, và đang làm khá tốt điều này trong khoảng gian gần đây.
Đúng như vậy, rất nhiều đội tuyển đã có được những cú wombo combo, nhưng do sự thua thiệt về tiền, không có lượng trang bị cũng như sự chống chịu thì cái wombo combo đấy nó không thể nào thành công, mặc dù làm đẹp đi nữa nhưng không đủ sát thương kết thúc đối phương. Thì GTV đang muốn cái wombo combo của mình đủ sát thương bằng cách đó là tránh quả cầu tuyết của đối phương lăn càng to càng tốt. Tôi nghĩ một lượng tiền là 1.000 là chấp nhận được chứ. 1.000 tiền ở những đầu game có thể là lớn nhưng về sau thì nó không là gì nữa rồi. Đúng. Không phải là điều mà Game TV họ cần phải quan tâm. Điều họ cần phải làm bây giờ đó là biến cái nhịp đợi trận nó chậm một chút nữa. Đợi rồng ra họ có cho mình những món đồ chấn phái và quay ngược trở lại, thì lúc đó là lúc mà Alpha Team cần phải xem lại. Hoàn toàn đồng ý. Để xem Alpha Team, thực ra đội hình của họ giao tranh tổng tốt, cái file tranh ở hàng rừng 3-3 thì tôi thấy rằng không có một cái gì ngăn cản được Vương quốc vàng được tạo ra bởi Guido trong đội hình của Alpha Team cả. Như vậy là chúng ta thấy rằng Alpha Team họ cũng đã phần nào đó tính toán được, hoặc là áp lực quá lớn của họ buộc cho Alice phải dùng ở dòng chảy thời không, buộc cho Chauna phải dùng vực hỗn loạn, và khi Guido băng vào thì không có gì ngăn cản cái Vương quốc vàng đó. Chúng ta lại tới với diễn biến sau một khoảng thời gian lỗi kỹ thuật. Alpha Team vẫn đang cố gắng xâm lấn và muốn giao tranh. Ngược lại thì bên phía Game TV, Henry phải nói rằng bao anh ta bật cho mình cái chiến thần lên, và phải nói rằng đúng như tên gọi, như một vị thần luôn. Xe có vẻ như phát hiện ra bé tranh và đang tấn công bé tranh, nhưng anh ta ngay lập tức phải giật bóng về khi thấy Xuân Bách cũng đang di chuyển ra. Mắt Tông định làm cái gì đấy? Anh ta muốn cản lính. Có vẻ như anh ta hoàn thành xong áo choàng thần ra thì phải, và có vẻ khá tự tin. Long kiếm chơi thẳng mặt Quý Ly luôn. Không được rồi. Khó. Sát thương là không đủ, bởi đây là Airy Tank chứ không phải là sát thương. Có lẽ rằng cái long kiếm đó nó chỉ gây áp lực khiến cho lính ở đường kinh công cũng như giữ chân lại. Tức là trong tình huống mà họ muốn anh ta muốn đẩy lính càng nhanh càng tốt để di chuyển trước gây đối phương vào hang rồng. Như vậy là GTV lúc này đang có 4 người, 5 người hang rồng, còn Alpha Team chỉ là 4, và Quý Ly cần phải di chuyển nhanh xuống khu vực này. Không, quyết định của anh ta là không di chuyển mà dừng vào rừng của đối phương. Như vậy là GTV đang có lợi thế về người và wombo combo có thể được thực hiện được. Long kiếm một lần nữa chuẩn xác, xe đang là mục tiêu. Xe cố gắng kích ảo ảnh tràng, không kích được. Dòng chảy thấy không được sử dụng, cầm lặng rất tốt. Luyện ngục hất tung được cả khói. Và đội hình Alpha Team đẹp. Tan vỡ, 2 điểm hạ gục dành cho Game TV. Đây chính là câu trả lời. QLI anh ta không di chuyển, anh ta muốn ở lại để có thể dứt điểm được cái trụ đầu tiên. Mặc dù họ có trụ nhưng hãy nhìn mà xem. Đầu tiên là họ bị thua về người đi. Đúng. Họ phải lên bảng tiến số tới 2 mạng. Sau đó với 2 mạng này cộng thêm con rồng thì chắc chắn rằng Game TV họ rất tự tin trong những tình huống tiếp theo. Đây là lúc mà Game TV họ có câu trả lời. Vasily có lẽ hơi tự tin đến từ Ma Tông, và con bùa xanh nó thuộc về Quý Ly. Khá đáng tiếc cho... Khá đáng tiếc, dùng cả long kiếm vậy như có cả trừng trị rồi đến từ Ma Tông, nhưng đây đã là lần thứ 3 anh ta thua trong việc tranh chấp quái rừng với đối phương. Và với con rồng vừa rồi, Game TV họ có đủ tự tin để có thể xâm lấn. Nhưng Alpha Team lại là người làm điều này. Hơi khi... tự tin. Alpha Team có 4 người đúng không? Thứ nhất là con bùa lực sĩ đã thuộc về xe. Và câu trả lời của GTV là không đánh. Hòa. Cả nhà cùng vui đi. Thôi xong. Không biết. Tôi nghĩ là Ma Tông của đấy là đi rồi đấy. Nhưng mà đối phương cũng... Rất tự nhiên không biết luôn. Quy lý ta không biết điều này. Trong khi đó Ma Tông thì đã cố để biến về. Chơi hay nghỉ đây? Bắn phát nữa nào? Không. Không biết. Bắn rùa 2 quả. Thế quả đấy bắn rùa 2 quả. Quá hên. Nhà Ma Tông tí cũng xó ra quần. Phải nói rằng quả đó là một tình huống mà khá là hài hước khi những cái bộ chiêu thức của Quy Ly của anh ta nó khá là ngẫu nhiên thôi và tình cờ thôi, hoặc có thể là anh ta ấn tự động đánh và nó sau đó là kiểu có những bộ skill lại. Nhưng mà quả này Ma Tông tí cũng gắt đấy. Thực ra tôi đang nghĩ rằng không biết là Quy Ly có trêu đùa Ma Tông hay không, nhưng câu trả lời là không, chắc là không, trong đó không có tầm nhìn để mà đúng chuẩn rồi. Như vậy không có nhiều tác dụng đến từ Quy Ly từ những vụ nổ vàng để có thể làm cho đối phương, thay vào đó chủ yếu là dùng để xóa sổ lính và được đẩy 3 người GTV không có nhiều tác dụng. Việc có Guido, cái thời điểm mà bạn có thể tung ra được chiêu cuối nó phụ thuộc rất nhiều vào những bộ chiêu thức của đối phương. Nên câu kéo những bộ chiêu thức đến từ Batman, đến từ Henry nữa, sau đó thì có Vương quốc vàng thì chắc chắn rằng nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Rất tốt, đó là Ma Tông với tình huống né vụ đổ vàng, đỡ được rất nhiều sát thương. Anh ta đẩy sau một tân lính, bây giờ anh ta hoàn toàn có thể di chuyển xuống hang rồng. Cái bạn này GTV đã dùng 2 lần rồi. Vừa nãy dùng rồi, giờ lại dùng tiếp. Sai lầm Quý Ly, đó là cố gắng tấn công vào người của Ma Tông. Thay đó anh ta nên cản cái tân lính phía trên đi. Đúng, sau đó vậy. Cùng với Ma Tông di chuyển xuống hang rồng. Một lần nữa, GTV sẽ có nhiều nhân sự hơn Alpha Team. Nhưng Alpha Team chủ động tấn công vào. Xe đang băng tới, xe bị câm lặng, dùng được ảo ảnh tràng và đã hạ gục được PS Man. Bên kia rồng chưa bên nào ăn. Xuân Bách bị loại khỏi giao tranh. Xe tiếp tục bị băng vào. Anh
ta đã bị hạ gục. Dâu dành cho Game TV, Fegaluya sắp nằm, có hơi máu đến từ đồng đội của mình. Người nằm đó là Henry và bé Tranh, không kích thẳng vào người của đối phương. Tôi nghĩ đây là quyết định sai lầm của bé Tranh, anh ta sẽ phải trả giá cho quyết định này. Và đó là 4 điểm hạ gục dành cho Alpha Team, một mình Xuân Bách sống. Đó là một tình huống mà lỗi đến từ các thành viên của bên phía Game Team. Cũng có thể là Alpha Team họ biết ra vào combat quá hay đi, đặc biệt là Bao. Cái cách mà anh ta băng vào anh ta hạ gục Beatman phải nói rằng khá ấn tượng, khi Beatman là người đầu tiên phải lên bảng điểm số. Cũng như là cả Xuân Bách thì bỏ lại đồng đội của mình. Đúng và rồi. Sau đó là loại khỏi cuộc chơi thôi. Lượng máu quá ít. Thực ra pha đó Game TV đã làm tốt trong việc di chuyển chiến thuật. Cái vấn đề của cái gì đấy? Thôi về anh ấy. Cái này là thử đam trụ rồi. Tính toán lại đam trụ để có những cái pha băng trụ nó được hợp lý hơn. Thông minh. Quay trở lại về con rồng thì tôi nghĩ Game TV sai lầm trong việc đó là phân chia đội hình của mình để có thể giao tranh. Đội hình của họ chia làm hai nửa. Nửa nào cũng yếu hơn đối phương. Đặc biệt là cái nửa mà PSman với Xuân Bách gần như bất lực trước ảo ảnh tràm của xe đúng không? Cái khả năng bảo kê đến từ Xuân Bách và Henry cần phải được xem lại, họ cần phải làm tốt hơn. Và Bao Henry đang có một pha trao đổi chiêu thức. Phải nói rằng là đánh nhau như này là hơi căng đấy, nhưng Bao không có lợi thế hơn mặc dù anh ta có cho mình cả chiêu cuối có khả năng hồi phục nữa. Nhưng nên nhớ rằng Henry cũng đã tích được cái nội tại ma vương của mình, cho nên những tình huống chém thường hoặc dùng quỷ kiếm thì đó lại sát thương chuẩn và được hồi lại máu rất nhiều. Ma Tông gặp nguy hiểm rồi, anh ta còn long kiếm không? Tôi không biết nữa, cố gắng chạy bằng kiếm vũ nhưng phi tiêu lại trượt. Và đó là điểm hạ gục thứ 11 dành cho Alpha Team. Một tình huống mà Quy Lý anh ta thả thính thành công. Thả thính thành công Ma Tông. Đớp thính luôn. Và sau đó thì Ma Tông cắn thính một tình huống phản ganh hay đến cả thành viên Alpha Team đang làm rất tốt. Và đang lợi thế Game TV. Mặc dù họ tự tin trong phỏng vấn nhưng khi vào trận đấu thì họ làm không được tốt cho lắm. Và đây là tình huống mà Alpha Team họ muốn dứt điểm Henry cũng như Xuân Bách. Nhưng chơi hơi khô rồi. Bầu và cả khói bốc hơi trong tình huống vừa rồi. Có lẽ quyết định sai lầm nhất của Alpha Team đó là không kết thúc nhanh cái trụ đó, bởi vì không có lính. Xe với ảo ảnh chạm gây rất nhiều sát thương, thêm cả sát thương chuẩn được tạo ra bởi Laurien nữa. Henry cố gắng lết nhưng lết không đổi rồi. Henry sẽ nằm, Henry chưa nằm, Henry vẫn cố gắng né và có được lớp khiên. Không được, sát thương của Laurien là quá nhiều. Phải nói rằng đó là cuộc chiến sát thương chuẩn. Cái khả năng hồi phục đến từ Malok cho thẻ của Henry cũng rất tốt. Và những tình huống vừa qua bên phía Alpha Team họ làm tốt hơn. Họ đang nhỉnh hơn là ba trụ. Ba trụ đang là điều đáng nói dành cho bên phía Game TV. Cái khả năng họ kiểm soát bản đồ có thể không tốt. Có thể là việc XE anh ta, tức là thần rừng chấp trừng phạt đấy. Nhưng mà cái cách mà anh ta di chuyển hỗ trợ những người đồng đội và việc anh ta dùng ảo ảnh chạm nó là quá hay đi. Hay, nhiều sát thương. Để xem xe đồ đạc như thế nào rồi. Wow, anh ta gần như đã có những món trang bị trấn phái của xe và sắp tới đó sẽ là cái thương xuyên phá nữa. Khả năng xuyên giáp của anh ta là rất nhiều, cho nên là những vị tướng chống chịu, kể cả như Henry hay là bé Tranh lên những trang bị chống chịu vẫn không ăn thua. Rõ ràng một cái áo choàng băng là chưa đủ. Bên phía Game TV hình như họ hơi bị thiếu cái gì, dường như là thiếu sát thương thì phải. Thiếu sát thương. Không, cả nghĩa sát thương của họ nhiều đấy. Chúng ta cùng xem pha thi đấu này. Đó là dòng chảy thời không. Khói lên bảng điểm số. Trụ vẫn còn đó. Trụ gây rất nhiều sát thương. Bao có thể sẽ là người thứ hai. Xe đang không có khóa giải phong ấn. Anh ta chưa thể dùng ảo ảnh chạm. Đang cố gắng băng vào. Nhưng xe đang khá bất lực. Không kịp dùng ảo ảnh chạm. Và đó là 4 điểm hạ gục cho Game TV. Nhưng ở đường trên, Quilly đã đục được trụ 2. Và Game TV cần phải đưa ra một phương án thật nhanh. Kinh công chăng? Câu trả lời là không. Đó là một tình huống mà phải nói rằng không quá thất vọng. Khi Game TV họ làm quá tốt đi. Đội hình của họ, nếu như họ còn để thua về khoảng gian này trong giao tranh nữa thì bên phía Game TV họ hơi lỗi, bởi vì đó là tình huống 5-4 mà chấp thêm một trụ nữa. Nhưng nên nhớ rằng với việc bị để mất quá nhiều trụ như thế này thì khả năng kiểm soát cũng như tầm nhìn đến từ Game TV nó hơi bị hạn chế. Đặc biệt là tình huống vừa rồi, nếu như đó là Alpha Team mà 4 mạng lên bản điểm số họ có thể có chiến thắng rồi. Nhưng mà thì Game TV vẫn đúng. Chưa thể đục được. Nhưng mà vấn đề của Alpha Team tôi nghĩ là họ có thể chiến thắng pha thi đấu đó nếu như họ một lần nữa phải kết thúc cái trụ đó nhanh. Cái trụ gây ra rất nhiều sát thương. Ma Tông, cái này là bánh mì kẹp thịt rồi. Thôi, cố gắng thoát nhưng đối phương đông quá, đồng đội tới, cầm lặng tốt, né được choáng, khói bị choáng bởi PSman. Henry đã tới để backup cho Ma Tông lùi về và Ma Tông có một pha tẩu thoát cũng khá ổn. Ngay từ tình huống đầu tiên thì anh ta đã có một tình huống là đâm vào tường, hơi lỗi tí nhưng không sao cả, vẫn thoát về được là ổn rồi. Và bây giờ thì bên phía Alpha Team họ đang muốn chia đội hình của Game TV ra, sau đó là đẩy trụ. Quy Ly anh ta làm rất tốt, Gidu anh ta biết được rằng trong giao tranh tổng cái vương quốc vàng của anh ta chưa chắc đã có hiệu quả. Đúng. Nên anh ta dùng vào việc đi đẩy lẻ nó cũng rất là hay.
Cái áp lực mà anh ta gây ra đường biên công là rất lớn. Và như tôi đã xe và Ma Tông tay đôi, xe có ở bành tràng. Ma Tông phải lùi, Ma Tông bị cầm trừng trị. Đồng đội của Ma Tông không kịp đến và Ma Tông là người nằm. Khói đã tới, Henry sẽ là người thứ hai. Vesper lên về. Anh ta nên về và để cho Henry có thể chết cũng được, nhưng Henry không chết. Không, Henry chết rồi. Xong. Và với lợi thế về người thì Alpha Team họ đang muốn tràn lên. Họ có đủ cơ sở, thời gian hồi sinh bây giờ là rất lớn. Gần tới 1 phút rồi. Có thể sẽ là một đường dành cho Alpha Team ở thời điểm hiện tại. Một mình PSman là quá yếu đuối. Xuân Bách cố gắng gây sát thương vào xe. Sát thương là tương đối nhiều. Nhưng xe đang cố gắng trả lại bằng ảo ảnh tràm. Ảo ảnh tràm được dùng. Xuân Bách nằm. PSman một lần nữa. Cô đơn đi về. Cú băng vào bé tranh tôi đánh giá không hề cao một chút nào. Anh ta đang cố gắng dẫy. Nhưng đồng đội của anh ta cũng đã nằm. Và bây giờ Game TV chỉ có một mình bé tranh. Quét sạch dành cho Alpha Team hay chăng đây? Câu trả lời là chưa. Nhưng đó sẽ là chiến thắng dành cho Alpha Team hay chăng? Câu trả lời cũng chưa biết. Ma Tông đã ra. Ma Tông cố gắng xóa sổ lính. Nhưng Alpha Team đang cố gắng bỏ người, đấm nhà. Sát thương bé tranh là nhiều. Fegaluya đang là mục tiêu. Nhưng nhà chính mới là mục tiêu của Alpha Team. Và đó là chiến thắng đầu tiên của đại diện đến từ Hồ Chí Minh. Đó là một tình huống mà bé tranh Ma Tông hình như là cái long kiếm của anh ta nó hơi bị anh ta cố gắng dùng nó để xóa sổ lính, khiến cho tình huống sát thương của Alpha Team vào nhà nó sẽ bị yếu đi. Nhưng Alpha Team mạnh quá rồi. Quá mạnh rồi, đó là thời điểm mà họ có thể chấp luôn cả lính, cả trụ, cả người để có thể phá nhà một cách phải nói rằng nhẹ nhàng một chút. Nhẹ nhàng, đúng như vậy. Và rõ ràng trận đấu đầu tiên của Alpha Team là một chiến thắng mà rất ổn, đúng không? Đã có thời điểm mà tưởng chừng họ sai lầm, nhưng Game TV, đặc biệt là cái pha mà ai nhỉ? Ma Tông, Henry nằm. Sau đấy Xuân Bách nằm. Thì đó là những sai lầm của cá nhân các thành viên Game TV. Và một sai lầm, những sai lầm đến từ cá nhân khiến cho Game TV phải nhận thất bại đầu tiên trong cuộc đối đầu này. MVP đó là Fegaluya. Tưởng chừng như đó là Murak, bởi khả năng anh ta XE trận đánh ra chai hay quá, thể hiện quá tốt đi. Game TV cần phải cấm Murak của XE nếu như họ muốn giành chiến thắng ở trong game đấu thứ hai. Không chỉ Game TV là nạn nhân, rất nhiều đội tuyển khác đã là nạn nhân của Murak trong thành XE rồi. Đó là vấn đề cấm và chọn Game TV ở ván 2. Còn bây giờ công việc của chúng ta là tạm thời nghỉ ngơi thôi, và sẽ quay trở lại khi game đấu thứ hai được bắt đầu.